Bốt anh ạ. Ý anh là con Luna này cảm tưởng như là nó cần phải di chuyển lên top nếu mà bên phía của team Fly the Moon họ muốn đánh chip lane, hay đơn giản là chỉ là một tình huống stack 3 để có thể là cướp cho mình những cái object thôi. Sau đó là bên sẽ quay trở lại với Luna. Vậy là tại vì anh thấy là Luna vẫn đang đứng ở giữa trụ 2 và trụ 3. Em thấy không? Cái chấm xanh kìa. Vẫn đang đứng ở giữa trụ 2 và trụ 3, anh ta vẫn đang suy nghĩ là có nên đổ lên không. Họ vẫn đang phân vân. Ồ, chỗ này không trách được ấy. Không trách được cái quát. Vậy là cũng sẽ hơi thiếu thông tin một chút nhưng không sao. Sẽ là 2-1-2 mà thôi. Thì Viki cũng biết được điều đó. Và ở trên top thì cái lane giữa Enchant cùng với đó là Spec thì nó cũng sẽ khá là thoải mái. Bên đã quay trở lại rồi. Ôi mà thôi, hai con đệ bắn đau lắm nhá. Đây không phải là thứ mà bên có thể xử lý được đâu. Không thể nào cắn được cái con hai con bo này đâu. Rất khó chịu. Thì về sau mà nó hút máu thì cũng rất tốn mana. Rồi, chưa gì mà anh thấy là có một tình huống đặt bounty đến từ bên phía của team Fly to Moon. Thứ cái này nó là một cái vui vẻ thôi. Cái bounty này thì nó là một cái tính năng của quyển book anh em ạ. Anh em thể đặt bounty lên người đối phương để cho đồng đội có thể ăn được. Tức là nó sẽ không ảnh hưởng game. Đúng vậy, tất nhiên rồi. Bây giờ mà kiểu đặt bounty xong ăn vào được 200 gold thì chết à? Uầy. Nhưng mà ở đây chúng ta đang có 100% hero win rate. Cái gì vậy? Với Shadow Fiend trong tay của Boom. Ở phiên bản hiện tại anh ta thi đấu 4 game và thắng cả 4. Wow. Tuyển anh ơi, tuyển. Đây là SF tuyển rồi. Nhưng mà đây có phá Fissure. Chặn đường của Vitoon về rồi. Toby đấm rất đau vào người của Vitoon. Cùng với đó là cả con đệ nữa. Vitoon mất ngay cho mình nửa cây máu. Thậm chí last hit còn hơi khèo nha. All the way wanna fly. Anh ta ăn hết creep rồi. Và bây giờ thì một cái land có vẻ như cũng sẽ hơi là khó chịu một chút. Cả hai bên đều có những cái land mà gần như là khó để mà giết được nhau. Chỉ là cấu máu một chút thôi. Nhưng ở đây thì on the fly anh ta vẫn sẽ về rồi. Nhưng vẫn chỉ là tình huống cấu máu đến từ các thành viên của VK. Nhưng ở trên top thì Zero rất yếu máu rồi. Zero có chạy được không? Vẫn có khá trâu. Một hit nữa là không đủ khi mà đã cắn Firefly lên đến từ Zero. Aloha Den cũng đang cấu lại rất nhiệt vào người của Shad. Và Shad cũng sẽ bị yếu máu chạy về. Seri hơi vui quá đây. Ôi, bắn rất đau đi. Aloha Den còn rất tự tin con Rubik khi mà cái sải tay của nó là dài hơn. Con Enchant đầu game thì nó bị một cái yếu điểm, đó là máu rất là mỏng. Vâng, và mid lên anh em nhìn xem. Ai bớt dính cho mình 3 vẩy đến từ bên phía của Shadow Queen và anh ta gần như là quá thốn. Như mình đã nói thì cái việc mà đi lên với Shadow Queen nó chưa bao giờ là hay dành cho những con tay ngắn cả. Nó sẽ là cơ hội để cho đối phương vẩy cả 3 vẩy đều dính vào người của em. Nếu mà em là một con tay dài. Đúng. Thì cái việc mà em dính cả 3 vẩy hơi khó. Né luôn được một vẩy kìa anh ấy, khéo. Và thậm chí anh ta, cái lượng lát hit của anh ta đang tốt hơn so với vị trí của Boom rất là nhiều. Boom có vẻ như đang tập trung vào cái việc harass đối phương hơn. Và Ember cũng là một con hero tay ngắn cho nên là anh ta có thể nói là lát hit các thứ cũng có thể nó tốt hơn, nhỉnh hơn một tí so với em ở giai đoạn đầu. Anh nhìn thấy là con Ember này anh ta đang làm rất là tốt cái nhiệm vụ farm của mình. 17, 18 con creep so với 10 con. Có lẽ là khá là kinh. Anh chàng Saruvin đang hơi tập trung vào cái việc là harass nhiều quá. Anh ta đang hơi thiếu sâu anh ạ. Đang mấy level đầu đam hơi bé. Nhiều thời đang có đánh nhau tiếp rồi. Bây giờ thì Wanna Fly anh ta cũng đã có cho mình hút máu cho nên là cũng sẽ trâu hơn một chút. Cũng sẽ tự tin trước những tình huống Fissure đến từ Aramid mà thôi. Bây giờ thì đến lượt Toby sẽ là người bị cấu vào nhiều hơn. Anh ta cũng bắt đầu bị gọi là bắn vào một vài hit rồi nhưng vẫn sẽ là sống được. Đánh tay bo Rubik á. Đây không phải là ý kiến hay dành cho Enchant đâu. Nào Shadow Fiend, anh ta làm chưa tốt lắm cái kèo mid lên này. Có thể là nhiều anh em đặt câu hỏi là đi mid thì để làm gì. Vâng, và đó là một tình huống mà anh chàng Toby anh ta bị hạ gục đến từ bên phía Ongoing Gonna Fly. Có vẻ như đứng hơi cao quá rồi, một cái hút máu và một cái beam là khá đau. Nhưng đó vẫn chỉ là một mạng kiểu lấy được một chút lợi thế một chút xíu thôi. Cũng không thể snowball được lane này quá sớm. Seri bị nhấc về. Anh ta bị mất khá nhiều máu. Alohead tiếp tục bắn nào. Một cú dậm đến từ General. Và Seri sẽ phải chết mà thôi. 2-0 dành cho bên phía Fly to Moon rồi. Với những cái mạng sớm như này thì Fly to Moon họ cũng sẽ gọi là triển khai cái chiến thuật của mình một cách dễ dàng hơn. Khi mà cái ngưỡng sức mạnh của bên phía Fly to Moon họ sẽ đạt được là sớm hơn. Chuẩn. Nào. Ồ.
Có vẻ như Aloha đen anh ta không được gọi là quyết đoán cho lắm. Đáng là cái tình huống đấy thì anh ta phải nghĩ rằng là Seraphine sẽ deny luôn. Ăn luôn đi thì sao nhỉ? Đúng, ăn luôn đi. Ăn luôn đi. Chắc anh ta muốn giữ cho Ember nữa. Nhưng mà rõ ràng thế. Ý là Seraphine đến gần rồi thì kiểu người ta có cái câu là không ăn được thì đạp đổ đấy. Ai mà chả thế. Để cho Seraphine chạy lại gần anh em ạ. Thì rõ ràng là không ăn được thì sẽ đạp đổ thôi. Vâng, Seraphine đang làm rất tốt. Anh ta farm bù được. Và trông kìa. Hiện tại thì V-turn cũng phải nằm xuống trong tay của anh chàng Aramid cũng như là Toby. Một tiếng Fisher 2. Và bây giờ thì sắp đến giờ run rồi. Seri gọi luôn một con đệ đứng bảo kê. Aloha đen. Ui, mất rất nhiều máu nhưng Aloha đen vẫn quyết tâm là lao lên khi mà anh ta phải bảo vệ cái rune này. Đúng vậy, Seri lại quyết định đi về. Seri có vẻ như sợ rằng là đối phương có Technicalist. Nhưng mà lại không biết được rằng là Aloha đen hết sạch mana rồi. Dùng cái giật xong là hết sạch mana rồi. Vẫn còn xoài em ạ, vẫn còn xoài. Rất có thể đối phương sẽ vẫn sẽ Technicalist được đúng không anh? Vậy là vẫn sẽ là cái bounty khá là chia đều thôi. Vâng, có vẻ như là Boom đang chứng tỏ được rằng anh ta là một trong người chơi Seraphine tương đối tốt. 100 tỷ lệ thắng. 100% tỷ lệ thắng, nó không phải gọi là hư danh đúng không? Lúc đầu thì chúng ta thấy là Seraphine farm bằng một nửa. Farm hơi khèo thì so với Ember. Nhưng mà bây giờ thì đấy, hơn cả Ember luôn anh em ạ. Bây giờ đam 61 cộng 56 rồi, Ember chắc là không dám lên nhìn mặt creep nữa. Bây giờ gọi thêm Aramid ra ganh, nhưng Iceberg đã có cho mình level 6 nên là có lẽ là cũng sẽ an toàn thôi. Nào. Ồ. Đen quá. Hơi đen nhỉ? Hơi đen. Vâng, đứng cành rất nhiều. Vâng, đứng ở đây từ chiều nhưng không tìm được cái gì cả. Và cái rune trên top là một cái rune in blue. Mất con gà. Nhưng đổi lại thì Iceberg sẽ có cái bottle. Và cái run này thì cũng sẽ trụ lane được lâu hơn một chút xíu. Rune in blue thì bây giờ được boost một tí anh em ạ. Hoạt động tương đối giống Manta. Nhưng mà anh em thể dùng để gọi là giải một số những cái búp quan trọng. Né vẩy. Né được, bây giờ nó giống Manta mà. Đấy thì em bảo là tí cái đánh kiểu né vẩy. Đánh kiểu khéo. Tuyển anh ơi, em ơi cũng tuyển mà. Bây giờ cùng xem nào. Wow, ở trên top Zeno lại bị cấu vào rồi. Anh ta hết sạch mana rồi, đang cố gắng chạy về. Tốc độ chạy của Shark của Seri rất chậm. Và bây giờ thì Iceberg TP lên. Đốt rất nhiều người của Seri. Và Seri sẽ phải chết mà thôi. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu đây? Cố gắng giải đi cái giáp lửa. Nhưng vẫn còn Ultimate. Một chém nữa, không đủ, một chém là không đủ. Nhưng không sao, vẫn quyết định là lao thẳng vào để có được cái mạng này mà thôi. Ok. Nhưng anh nghĩ là Iceberg hơi bị thiếu cơ đám một tí. Đáng là anh ta nên đẩy hết bóng vào luôn. Tại vì cái tình huống đấy anh thấy là Enchant còn tương đối nhiều máu. Nên đẩy hết bóng vào luôn để đỡ mất thêm một lần đẩy vòng. Không sao cả, vẫn là mạng dành cho bên phía của Iceberg. 3-1 rồi. Bắt đầu có những tình huống di chuyển đi từ Iceberg. Đứng ở lane thì cũng khó. Đứng ở lane thì lại để cho con SF này đấm rất là đau. Quyết định là đẩy General ra. Ừ, General sẽ ra và hit XP để có những level nhanh nhất. Trong khi đó thì ở đây Onoa Fly, anh ta đã bị bắt lại bởi Toby cùng với đó là Aramid rồi. Một cái visual cùng đó là hai con bò cắn vào slow rất là nhiều. Khó mà con bền có thể chạy được. Một con bền mà chỉ có thể gọi là chạy bằng đôi chân trần thôi. Bây giờ thì sao đây? Ở trên top có vẻ như cũng sẽ lại là yên bình một chút khi mà vị trí của Iceberg đã về mid rồi. Vâng, đòi lại lane luôn ư. Ui, Zeno di chuyển thật, đuổi luôn Iceberg đi anh ạ. Không cho đứng luôn. Rất căng thẳng một trận đấu mà chúng ta thấy rằng là có lẽ có vẻ như là Viking họ đang làm tương đối tốt. Cái việc farm đều đến từ cả ba co nó giúp cho cái network nó vẫn đang chênh về bên phía của team Viking. Mặc dù là Ember và Luna thì nhỉnh hơn số ba co đến từ bên phía của Viking, nhưng anh nghĩ là vẫn là một trận đấu mà Viking đang làm tương đối tốt. Nhưng mà con Seraphine này sẽ lên đồ kiểu gì đây? Anh ta đang có một cái waistband cũng như là một cái giày power cheat. Có lẽ item tiếp theo sẽ là một cái gậy lốc chăng? Gậy lốc anh thấy trận đấu này tương đối hay. Gậy lốc có thể lốc Ember lên, lốc một số thành viên lên và anh ta có thể combo chết luôn. Hoặc đơn giản là tự lốc mình lên để né cho mình cái Eclipse. Và bây giờ thì
đang bắt vào fly rồi, draw thẳng vào luôn, Stamet là đủ. Aramis có mà nhưng Toby đã bị dí ngược về. Bây giờ là Iceberg một mình xông pha vào giữa đội hình ba người của đối phương, có một pha chói trúng vào Toby. Và cuối cùng thì mạng này được dành cho Vitor, nhưng Iceberg cũng sẽ bị đổi mạng mà thôi. Bây giờ là Genero, ba con gấu không chạy được nữa rồi, quyết định là quay ngược lại đấm vào đầu Seri. Wow. Có vẻ như không đủ đam rồi, một pha timing ulti rất tốt đến từ SF và Seri sẽ về được. Đó là double kill dành cho Vitor Shard. Bắt timing là tốt, anh ta biết rằng là cái form gấu nó sắp hết. Thực ra em có thể check khá là dễ dàng, em có thể kích vào một trong ba con gấu, em sẽ thấy em sẽ thấy được cái gọi là cái vòng nhỏ nhỏ về cái hiệu ứng hiển thị, đúng không anh? Nói chung là đó là pha đánh hay đến từ cả SF. Ok, chúng ta được xem lại. Thực sự thì anh nghĩ là đây chỉ là một tình huống team fight mà trao đổi chính thức thôi, không có gì quá gọi là highlight. Chẳng qua là hiện tại thì các team thì vẫn đang farm, nên là chúng ta thì ok thôi, xem lại. Trận đấu này đang diễn ra hơi chậm rãi một chút. Vừa rồi thì chỉ là một chút gọi là tăng nhịp độ lên, nhưng mà hai bên đã lao vào đấm nhau rất nhiệt. Tận dụng thời cơ thì ngay lập tức là push vào cái trụ bot này thôi. Một cái wave có xe nhưng chưa cần đến xe. Cái tốc độ push đến từ con Beastmaster này cũng đã là khá nhanh rồi. Cả Enchant nữa. Trận đấu số 2 của ngày hôm nay thì sẽ là trận đấu giữa team Liquid và team Hellraiser anh em ạ. Liquid và Hellraiser. Mình nghĩ đấy là một trận đấu thú vị hơn. Nhưng mà chúng ta phải qua trận này đã. Vâng, bóp thẳng cổ luôn vào đầu của Toby. Toby sẽ phải chết mà thôi. Không gì có thể cản lại cái bóp cổ này ngoài cái Fissure. Nhưng Aramis lại không có ở đây. Lại là một mạng. Một cái con mắt được cắm lên đồi khá tốt đến từ Fly to Moon, đã giúp họ có được mạng của Toby và ngay lập tức họ di chuyển ra mid để push. Bắt đầu đến cái thời điểm mà team Fly to Moon họ đẩy nhanh rồi đấy. Họ đang cố gắng tận dụng cái aura của Luna. Khi mà bây giờ có thêm một HOD, tức là aura của Luna nó đang gần như là X2. Em sẽ có tương đương với một cái, gần như là tương đương với một Clue DD cho các unit xung quanh rồi, dành cho các thành viên của team Fly to Moon. Rất đáng sợ. Đấy, em nhìn không? Một cái aura Luna Blessing, một con chó alpha và cộng thêm một cái HOD anh em ạ. Tổng cộng là cũng phải tầm xem 100% đam đấy. Nào, đẩy cho mình đạt bóng lên top. Tiếp tục có một tình huống raw thẳng vào đầu của con bên này. Ông thằng Fly úp ngủ lại, cố gắng chạy thoát. Alo Hades xuất hiện đây, anh ta cướp được cái raw rồi. Raw ngược lại vào mặt của Toby luôn. Toby sẽ không về đâu. Nhưng General quyết định nói không, anh ta lại muốn đánh vào đầu của Seri. Không sao, Vitoon đã xuất hiện. Và ở đây Seri cũng sẽ phải chết mà thôi. General đánh khá là khéo, có cho mình một cái double kill. Một pha setup tốt đến từ các thành viên của Fly to Moon. Cái điều mà anh đã nói nó chuẩn đúng không? Một con Beastmaster bị cướp luôn đúng không? Đúng. Bị cướp raw luôn. Cái quan trọng là bây giờ anh ta mới chỉ có cho mình đó là level 7 thôi. Anh ta còn chưa học phi dìu. Anh ta chỉ có đúng một cái skill để thay đổi. Hai, chính xác hơn là hai. Hai. Đó là gọi cho mình con ba hoặc là gọi cho mình con đại bàng. Chim. Nhưng sao? Anh ta gọi hết rồi. Trời ơi. Đáng lẽ là sao phải để dành con đại bàng lại. Ừ đấy, để dành thôi. Để dành con đại bàng lại. Raw mắt là phải gọi đại bàng. Cái con này nó bị kiểu cắt tham chậm ấy. Tay nó rất là chậm. Chuẩn. Đầu tiên là phải lấy tay gồng một phát là raw này. Xong rồi lại phải gồng phát nữa để gọi dặn ra được con đại bàng. Dặn kiểu gì ra được con đại bàng kịp thì mới được. Nhưng mà Rubik cũng đã khá là nhanh tay. Ở đây thì thôi xong, Aramis bị bắt rồi. Bóng cổ như thế này thì làm sao mà thoát được đây. Team Fly to Moon đẩy nhanh và trông kìa. Ui. Kìa đôi. Vâng, tiếp tục đánh đến từ Vikin luôn. Họ muốn đổi lại cái mạng của cái con bên này. Và bây giờ thì bên nằm xuống. Aloha đen rất yếu máu, cướp được ulti của Zed nhưng có vẻ là không đủ đâu. General cũng đã phải ra đi rồi. Iceberg xuất hiện với một cái run double dam, nhưng đối phương có đến 4 người. Và Luna thì đã tháo chạy trước đó, và có lẽ là Iceberg sẽ phải lùi về mà thôi. Một pha setup tốt đến từ Viking khi mà họ tưởng như là họ đã mất đi cái vị trí của Aramis, nhưng họ cũng đã bắt ngược lại rất hay. Ở đây thì Boom đã gặp nguy hiểm, anh ta bị trói lại rồi và chém khá đau đến Iceberg, nhưng vẫn là không đủ đam mà Iceberg sẽ phải chạy đi mà thôi. Rất đáng tiếc dành cho Iceberg trong tình huống vừa rồi. Tí nữa thì anh chàng Seraphine đã phải nằm xuống. Anh nghĩ cái pha team fight vừa rồi key player sẽ là Seraphine. Anh đã đứng ở bên dưới đồi và cắt một cái phía ra, mặc dù là cái skill đấy nó không gây được quá nhiều cái lượng sát thương, nhưng mà cái quan trọng là nó apply lên một cái phía, cái phía sau đó là Spec bay đến với một cái con dao găm mình. Anh ta có thể solo từ 2 đến 3 thành viên, và gần như là các thành viên của team Fly to Moon họ không thể nào mà di chuyển về được, khó lắm.
bị slow lại. Xong lại còn có thêm con ba đến từ bên phía của Vmaster nó slow nữa. Thế là thôi. Bên phía của Vikin có vẻ họ đánh một con SF. Không phải theo cái lối kiểu deal như đa mà là kiểu setup một pha team fight cùng với cái ultimate của SF. Cực kỳ là khó chịu từ nãy giờ phải 2 phát rồi SF có những pha ultimate tốt. Trong đó Aramis sẽ cố gắng tiếp tục đi pha những cái Blink Darker thôi. Nhưng có trận lẽ đấu này là... chưa biết thế nào đâu nhá. Anh cảm tưởng như là team Flying to Moon họ không chiến quá nhiều lợi thế. Thực sự là như vậy. TP lâu quá. Hơi tiếc một chút nhở. Một cái TP lên outpost anh em ạ. Và nó quá lâu. Vậy là vẫn quyết định lên một cái gậy lốc như mình đã bảo thôi. Anh vẫn nghĩ đây là một item hợp lý. Rõ ràng rồi. Đối phương thì có quá nhiều những cái disable. Lên một cái gậy lốc là hay. Đây là SF đánh kiểu CC combat mà không phải là SF kiểu gây đam nhưng thôi lên lốc rất là hay thôi. Bây giờ thì bắt đầu Flying to Moon tiếp tục stick với nhau. Họ đang kiểm soát được khu vực rừng top của đối phương và họ sẽ muốn push vào cái trụ 2 này. Nhưng ngược lại thì Viking cũng đang có được một vài mảnh đất nhỏ ở dưới rừng bot và cũng sẽ giữ thật là chắc thôi. Hai bên đội hình tiếp tục là đảo ngược lại cho nhau. Flying to Moon vẫn giữ nguyên cái ý đồ của mình, đó là push. Đây là một line up deadbone anh em ạ. Đánh nhau push, đánh nhau push. Nếu mà không giành chiến thắng thì thua thôi. Không giành chiến thắng thì thua thôi. Chả thế. Không giành chiến thắng thì vẫn thắng à? Thế chịu như thế làm sao? Đúng rồi, thế thì đúng rồi. Bây giờ anh cùng xem nào. Có vẻ như bắt đầu cả hai team push xong trụ ở Highland thì quyết định là ra mid để đánh nhau rồi. Và bởi Viking họ đang bị ép lùi vào một chút. Uầy, Iberg có một tình huống block xe khá là khéo. Nhưng chỉ với hai cái Ray thôi, rất đơn giản đã tia được đi cái đàn creep này. Người cắt của mình thì đang là Chí Parimat à, đúng không? Chí Parimat. Tại sao là mọi người đặt cho em biệt danh đấy? À không, đây không phải biệt danh ạ. Hôm trước là Tam Thái Tử bắn với Bowman. Thì bắn thì Tam Thái Tử đã có nổi tiếng với khả năng bán độ của mình rồi. Thế là mỗi người là đại diện cho một side bet. Em thì là Parimat. Đấy. Ulova thì là Modicbet. Modicbet. Ông Ngô là Unibet. Ông Ngô PUBG là Unibet. PUBG.Unibet. Oh my god. Khả năng bán độ của Tam Thái Tử là X3. Được em. Anh phải xem không đấy cơ. Đúng là có những pha bán độ thật. Kiểu ví dụ như mà nhưng mà hơi chồng chéo một tí. Đó là Modicbet thì bảo là over. Đấy, nhưng mà Parimat lại bảo là under thôi. Tức là các side bet có vẻ như là đang chưa có được sự đồng nhất quan điểm với nhau. Nào, ăn cho mình Corusan thành công. Nhưng mà hiện tại thì bên phía của team Flying to Moon họ vẫn chưa thể nào mà đẩy nhanh được cái tốc độ trận đấu này lên. Với việc là Viking họ liên tiếp đẩy ngược lại đến từ cả hai phía. Câu đẩy mid thì bọn tôi đẩy top, đẩy bot. Mình nghĩ là trận đấu này thì Viking họ cứ bình tĩnh thôi. Không đúng cần vậy. Phải vội vàng làm gì cả. Họ có spec mà. Đúng. Không, spec thì về late thì cũng sẽ rất là khỏe. Chỉ là đọ với con Luna thì là ai khỏe hơn thôi. Nói là cũng không hề sợ sệt gì con Luna này đâu. Tiếp tục vào đi farm. Anh nghĩ là đang có một tình huống chuẩn bị smoke đến từ bên phía của team Viking thì phải. Họ quyết định là người chủ động hơn. Ok. Bắt ai đây? Bắt Ember không phải là ý kiến hay lắm. Khi mà cái role này nó không được quá xa. Có lẽ là cần một tình huống Aramis anh ta stun trước, sau đó là Mero được. Nào, tìm kiếm Ember nhưng mà không thành công. Khi mà Ember sủi mất rồi còn đâu? À, họ thấy cái bóng của con Ember. Nhưng thôi, đứng chờ thì hơi khó. Đứng chờ chắc hết buổi chiều thì Ember cũng không về đâu. Vẫn chờ. Nhưng mà các thành viên của bên phía Flying to Moon cũng đang smoke ngược lại rồi. Họ quyết định là push vào cái trụ bot này sẽ là thoải mái mà thôi, khi mà năm thành viên của Vicky lại đang ở trên top và lại là đổi trụ với nhau khá là đơn giản. Nhưng mà có vẻ như lab của Flying to Moon họ đã đi trước một bước rồi, bây giờ thì họ sẽ được tiến vào cái trụ 2. Vicky cần phải nhanh hơn, nếu không thì bây giờ là một trụ đổi hai trụ thế này là hơi lỗ nhỉ. Cái gì vậy? Chắc chắn là bên phía team Flying to Moon họ sẽ đặt câu hỏi tại sao khi mình đang đánh trụ 2 mà không ai đép cả. Có thể một phần là vì mình đang cầm kill Aegis, nhưng mà có thể một phần là vì đối phương ở quá xa. Nhưng mà bây giờ thậm chí Viking họ còn không bot được cái trụ top này ơ kìa. Ôi, Flying to Moon lên 2 round luôn rồi. Họ cấu được khá nhiều máu của trụ nha.
SF chưa thể làm được, có và Echo Slam nhưng nó không có sát thương và vị trí của Aramid chết luôn. Trời ơi, đánh cái kiểu gì thế này? Thế này thì hơi bị gọi là thụ động quá đến từ Viki rồi, em nghĩ là như thế. Anh nghĩ cái quyết định Echo vừa rồi là sai lầm. Thứ nhất là vì con Ember nó có cho mình giáp lửa và bên cạnh Ember nó chỉ có một con creep thôi. Rõ ràng là lượng sát thương Echo là không thấm. Và bây giờ thì tiếp tục là những cái lượng đam đến từ bên phía Fly Jumbo được xả ra là khá nhiều. Cái skill tầm xa nhưng mà có ro thẳng vào đầu của Ember. Ember lùi về được rồi. Spec không thể chém được khi anh ta không có thêm đồ, nhưng Vitoon khá là thấp máu và sẽ phải lùi về mà thôi. Một pha chém choi tốt đến từ Iceberg và bây giờ thì đẩy ngược lên Seri đang ở trong diện nguy hiểm. Nhưng đó là Fissure, lại là một lần cướp ro nữa đến từ Aloha đen. Nhưng Sharp vẫn sẽ về được, Sharp cũng khá là trâu rồi, anh ta có khá là nhiều giáp nha. Nhưng vấn đề là bây giờ là cái trụ nó đang bị bào máu đi khá là nhiều, sắp vỡ rồi. Sắp vỡ cho mình cái trụ trên high ground này, vỡ sớm như thế thì nó sẽ rất nguy hiểm. Bên phía của team Fly to Moon họ vẫn đang giữ cho mình cái Eclipse. Đây là một cái skill rất là quan trọng, trong khi Viking thì không còn gì cả anh em ạ. Họ mất cho mình đó là ultimate của Shadowfiend, họ mất cho mình đó là ultimate của Spectre. Primero trong tay Beastmaster không có vỡ Seeker, không có Echo. Nào, bây giờ sẽ là hiệp số 2 và tôi không tin là Viking họ có thể đép được đâu. Vâng, một pha Fissure khá tốt, chặn đường lên của đối phương như Celery. Anh ta đang mất rất nhiều máu, đó là một pha dồn đạn đến từ con Wing Fly. À, đánh đá phết đấy. Họ sử dụng cho mình cái Fissure, nó như là một cái tức là đường. Nó sẽ làm cho cái con đường lên high ground của team Fly to Moon họ hẹp hơn. Mà hẹp thì Shadowfiend anh ta có thể vẩy được. Vẩy dễ hơn. Đấy. Và cái tầm đánh của con Luna cũng rất là ngắn nên là cũng không thể nào đứng gọi là đứng bắn vào trụ nhanh okay. được. Viking họ sẽ tạm thời họ đép được. Không, nhưng mà hiện tại Fly to Moon họ vẫn đang tận dụng cái Kinect Gift này để có cho mình cái trụ số 2 ở mid. Vâng, bên phía Fly to Moon đang tận dụng cái ngưỡng sức mạnh của họ là khá tốt. Họ biết bây giờ bên phía Viking gần như là không thể phản kháng được. Cái raw, những cái Fissure có thể được xả ra nhưng không có lượng damage dồn theo khi mà cái con spec chưa có đủ đồ. Và SF thì cũng chưa có BKB cho nên là không dám nhồng quá. SF không BKB, chỉ đứng ở đằng sau kiểu vẩy được hai cái ray thôi, nó là không đủ. Và cái trụ thì vỡ rồi. Đây sẽ là một cái tiền đề để cho bên phía Flamemon tiếp tục lên high ground sớm. 4k net chain. Bây giờ thì Viking họ quyết định lấy một tình huống smoke để tạo lợi thế. Và Aloha đen. Ok. Rubik thì anh nghĩ là đáng. Cái việc mà đổi một mạng Rubik lấy một cái smoke của đối thủ vào cái tầm này nó khá là đáng. Cũng là hợp lý thôi. Viking đang cố gắng tận dụng thời gian để push ngược lại trụ của đối phương. Có lẽ cái trụ mid này thì sẽ thuộc về phía Viking rồi. Bên phía Fly to Moon thì sẽ tính toán như nào tiếp đây. Iceberg thì vẫn đang tiếp tục farm ở trên top. Với việc con Ember cái khả năng di chuyển nó sẽ rất là cơ động. Thì cứ một mình Ember đẩy một lane thôi. Khi nào mà đồng đội cần hội tụ về để team fight thì sẽ về sau. Con Ember với một cái đề xô như này chém khá là đau nha. Nhưng mà đây rồi, thấy được sát rồi. Liệu có muốn tỉ thí một chút về mặt chiêu thức hay không đây? Vậy là Ember đã quyết định là lùi về một cách an toàn. Trong khi đó thì Vitoon sẽ tiếp tục là farm cho mình hết những cái vòng rừng. Anh nghĩ là nên có BKB và cộng thêm một cái Satanic nữa. Một cái Satanic em sẽ đảm bảo được cái vấn đề HP. Bây giờ máu của Luna hơi thấp, nhìn sóng, không nhiều. Đúng vậy, và anh ta đứng một chỗ và bắn nảy vào những cái bóng của cái con spec này, nó cũng sẽ hút được khá là nhiều máu thôi. Rất là hợp lý. Vâng, bên phía của Viking tiếp tục là phải nhường lại phần lớn những cái khoảng di chuyển, nhường lại phần lớn sàn thi đấu cho đối phương và chịu nhẫn nhục để cho con spec tiếp tục được farm một cách thoải mái hơn. Spec đã có cho mình 11,7k, cũng sắp xỉ với vị trí của Luna rồi. SF thì farm cũng rất là nhiệt, tuy là anh ta sau một vài pha ultimate tốt thì cũng không thể hiện được quá nhiều khi mà anh ta chưa có BKB. Không biết là giờ thì SF đã sắp hoàn thành xong những BKB chưa? Đây, rồi. Vừa nói xong thì đã có luôn rồi. 22:30. Bây giờ thì họ có vẻ như là khá là nôn nóng nhỉ.
họ biết rằng là đối phương mà có đủ đồ thì sẽ rất nguy hiểm. Họ đang muốn đúng lấy cho mình những cái lợi thế từ ít rất ra phải lấy được một cái trụ ba, nhưng mà bây giờ thì đối phương đang TP về và Vito nên lùi lại hơi khó. Anh nghĩ là cần phải có khiên Aegis số 2. Colossal thì nó chưa hồi sinh. Vâng, có một bạn ở trên kênh thì hỏi là Eco càng nhiều unit càng nhiều đam hà, mình sẽ trả lời là có. Đúng rồi, chắc chắn là như thế rồi. Bạn này thì chắc là chắc cũng mới chơi thôi. Mới chơi thôi, không, không có vấn đề gì cả. Vâng, có được cái trụ ba ở dưới bot nhưng Viki lại đang đẩy creep lên rất cao nên Flyer không push được. Và đây là một tình huống smoke đến từ cả hai bên. Nhưng mà chạm mặt nhau luôn. The Boom bị nhấc lên rồi, Berlin vào đến từ Aramis và anh ta không thể echo. Bị bóp cổ ngay tức Vito là người có mạng, Eclipse được mở ra để cản các thành viên của Viki lại. Và cuối cùng thì Boom cũng hớ cho mình một cái BKB nhưng cũng có thể đi về được. Vậy là mất đi cái mạng của Aramis, một pha blink vào lại có lẽ là hơi vội vàng rồi. Sáp đang muốn đẩy ngược ra, bắt vào Aloha đen, anh ta có cho mình một cái slow đến từ cái defusal nhưng nó là không đủ. Aloha đen vẫn sẽ về được mà thôi, đồng đội đã backup kịp thời. Đây, vấn đề là bên phía Viking họ đang phải phụ thuộc vào một cái raw hoặc một cái echo để có thể mở combat. Nhưng mà nếu mà Aramis vào sớm quá thì Phantom Moon chắc chắn rồi, đội hình của họ sẽ có những cái sự phòng bị, phòng ngừa trước cái khả năng là con Usherker này có thể echo đẹp được. Đấy là cái vấn đề của Viking, em nghĩ ở thời điểm hiện tại là họ khó để có thể mở được combat lắm. Nhưng ít ra là cái pha team fight vừa rồi thì bên phía của Viking họ đã câu được cái Black King bảo Luna. Và bây giờ thì General tiếp tục là bị bắt vào nhưng lại là Aramis mất nhiều máu hơn. General chết, Aramis cũng thế và một lần nữa Vitung có mạng dominating rồi. Iceberg mở BKB lên, cố gắng chém. Chém không được quá nhiều sát thương nhưng lần này thì vị trí quen ép mở ra một cái ulti để cho đồng đội có thể thoát về thôi. Shad đang rất yếu máu. Nhưng bây giờ thì sao đây, Iceberg tiếp tục lao lên chém chói là hơi trượt. Các thành viên của bên phía Viking họ đang phải cố gắng tháo chạy, có Faro thẳng vào đồng Luna nhưng không có đam rồi theo. Tiếp tục là chém chói đến Iceberg và bây giờ thì Boom nằm xuống. Vâng, Tommy cũng phải nằm xuống, Seri thì đã TP về được thành công. Vậy là bên phía của Viking đi 5 thì về 2 mà thôi. Aloha đen, anh ta sử dụng cái Fisher nó quá là chuẩn chỉ. Cái lúc mà team Viking họ đang có cái thế để về rồi thì ngay lập tức là có một cái Fisher nó đập ra. Và cái quan trọng là cái thời gian stun nó lâu hơn rất là nhiều so với cái Fisher bình thường anh em ạ. Nó làm cho Fly to Moon họ có thể chơi tiếp được. Và rất là tiếc, chỉ buồn là Viking họ mất đến 3 thành viên ở trong Fighting Five vừa rồi. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy mặc dù là Viking đã thành công trong việc lấy đi mạng của Blue Master, nhưng mà cái quan trọng là họ không về được nhà. Đến khi mà SF hết BKB thì cảm giác như là Viking rất khó đánh. Còn Vitoon vẫn đang khá khỏe. Lại là một Pharaoh nữa. Wow, chết luôn. Unstoppable dành cho Vitoon. Aloy này đang sử dụng con Rubik này nó quá hay đi. Rất đáng tiếc khi mà không nhắc được Tommy về. Nhắc được Tommy về đây thôi chỉ có mất hết. Bây giờ thì Vitoon đang cố gắng chạy nhưng không sao, anh ta sẽ an toàn được trong vòng tay của những người đồng đội của mình. Aramis đang cố gắng nhảy theo, anh ta có cho mình echo. Aramis liệu có bật lên không? Hơi xa rồi. Tốc độ chạy của Vitoon là rất nhanh và người bị giữ chân lại đó là One of Fly. Và thôi thế thân rồi, chết thay. Nào, trận đấu này Fly to Moon vẫn làm tương đối tốt. Mặc dù là anh thấy là sát, anh ta cũng lên một cái lối lên đồ mà nó để gọi là phù hợp hoàn cảnh hơn. Đây là một trận đấu Spec nhưng mà anh ta không được lên đồ kiểu Raiden. Tại vì đơn giản là cái tham binh đến từ bên phía đội bạn là quá sớm. Nếu mà anh ta lên Raiden thì bây giờ chắc là anh ta chỉ có một Raiden với cả một cái ra xa. Đấy, nó rõ ràng là lên đồ như thế thì không hề có cho mình cái lượng máu. Anh ta chết ngay sau fighting fight đâu. Đi farm cũng sẽ phải mất nhiều thời gian hơn. Đúng. Bây giờ thì bên phía Viking chủ động lao lên đánh nhau rồi. Tommy đang bị nhấc, anh ta chết luôn rồi. Tiếp tục là ai đây? Đó là vì những con General không kịp mở cho mình con cầu. Trong nhưng mà đây có phải Echo xả ra. Tiếp tục rồi đào Iceberg. Iceberg vẫn đang rất khỏe và score cho của Vitoon thì nó là chấm hết dành cho bên phía Viking. Boom phải chết thôi. Iceberg có cho mình double kill cực kỳ khéo léo với cái con Ember này. Aramis, anh nghĩ là những pha Echo của anh ta chưa thực sự được thuyết phục. Có vẻ như là cái việc mà Echo vào Ember ok, nó đóng vai trò giữ chân. Nhưng mà cái quan trọng là lúc đó thì Viking họ đang về mà. Họ đang có một cái thế để về. Thì anh nghĩ là Berserker nên Echo và để cho Viking đi về thôi. Nhưng mà Viking họ quyết định là quay đầu lại đánh. Thế là thôi. Thực sự là cái lượng giữ chân của Berserker thì ok, nó đủ anh em ạ.
nhưng mà nó vẫn chưa phải là quá nhiều. Vâng, bên phía Viking họ biết rằng có con Rosa này thì Clarumon sẽ rất mạnh, cho nên họ chủ động đánh nhau luôn. Nhưng có vẻ như đó vẫn là một sự lựa chọn có thể nói là hơi vội vàng. Nhưng mà ở đây sang có thể dùng cho mình Ultimate ra. Đã bay đi đâu đây? Vâng, anh ta về được nhà rồi. Ơ, sao em về được qua đấy nhỉ? Anh ta bay, em thấy bay vào trong ấy mà. Em có thể đổi tạo được mà. Một con bóng, em quên mất tạo một con bóng ở nhà nữa đúng không? Sao? Tức là khi mà em đổi con Spec ra cái con bóng ở đấy. Con bóng thì ở nhà là có một con bóng đúng thì rồi. Cái con Spec ở nhà nó lại thành con bóng. Em quên mất là con Spec ở nhà là con bóng. Thế là em đang nghĩ, em đang tìm kiểu trong hang Rosa xem là Spec ở đâu. Đấy. Nhưng mà thôi, không cướp được thì thôi, chả sao. Không cướp được thì thôi. Bây giờ thì tiếp tục là lên high ground đến từ Fly to Moon mà thôi. Họ rất muốn có được một cái land này. Aramid không có cho mình Echo. Hơi khó. Bây giờ có lao ra Echo thì cũng chỉ có chết mà thôi. Luôn luôn có một con bên đứng ở đằng sau sẵn sàng bóp cổ vào vị trí của Aramid để tránh việc Aramid dồn cho mình được lượng săn. Khi mà bên phía của Viking, cái lượng CC chính chỉ có thể đến từ vị trí của Aramid. Serary, một con Enyatid có thể nói là bốc hơi. Trời ơi. Anh nói từ đầu rồi mà, cái lượng đam phép đến từ bên phía Fly Zone 1 nó dồn vào là quá nhiều. Họ cũng ngại cái con Enchant này. Đúng vậy, cái Enchant này thật sự là không khác gì một con creep bắn xa cả. Show mặt ra trong team vai anh em ạ, ăn một cú clip trên luôn. Húc kỳ làm gì? Bây giờ thì cái... Anh thực sự nghĩ là team Viking họ có vẻ như họ đã bị outwrap. Outwrap là phần nhiều. Tại vì là một con Enchant, một con Beastmaster, cái cảm giác như mà anh em dùng đến 2 lập pick để gọi là bảo vệ một con Beastmaster nó là không nên. Đây không phải là con hero mà anh em nên bảo vệ. Và con Beastmaster này thật sự thì nó đấy, đang... Mà trận này thì em thấy Anuaden anh đã cướp ulti bao nhiêu lần? Beastmaster đúng không? Anh nói có chuẩn lần không? Lần nào ro thì cũng sẽ bị cướp thôi. Anh đã bảo rồi, cái con Beastmaster này nó sinh ra là để bị cướp ấy. Tại vì là cái skill nó cắt đi chậm, nó cắt không nhanh. Vâng, 8.900 network đến từ Beastmaster cũng không bằng Rubik. Mình thực sự là không đánh giá cao anh em ạ. Rõ ràng là cái ban pick của team Viking họ gặp vấn đề. Ban pick rất là tồi. Ban pick không hay một tí nào cả. Bây giờ thì Luna quá khỏe rồi. So với phần còn lại, anh ta có thể tự tin đứng bắn rất là thoải mái thôi. Mega creep dành cho Viking ở phút thứ 31 thì nó gần như nó sẽ là chấm dứt hoàn toàn khi mà đội hình của Viking gần như là khó để mà có thể đép lại được và họ đang muốn đánh nhau. Rất nhiều người đang lao ra đây mở BKB lao vào hú được ultimate đến từ NF rồi Deco là khá tốt và người chết là Outlander. Nhưng Toby cũng sẽ chết theo double kill dành cho VTool. Cái gì đây, Ice vẫn kết thúc được cả vị trí của NF. Và các thành viên của Viking tưởng chừng nhưng họ chủ động hơn. Nhưng cái khả năng dồn đam đến từ các thành viên của Fly Moon là quá nhiều. Double kill một lần nữa dành cho Iceberg. Và bây giờ, úi dồi ôi, Berlin về chỉ có để cho một pha chém chói đôi đến từ Iceberg. Và tiếp tục VTool bắn này rất đau. Người không về được, đó là vị trí của NF. Anh ta die back rồi, die back không, chưa die back luôn. Thề vừa mới nói die back xong. Nhưng không sao, vẫn sẽ là chết hết mà thôi. Die back lần này thì là đến từ Toby. Hết rồi, VTool quá khỏe. Trận đấu này anh thấy thực sự là tiếc cho Viking. Họ ban pick quá lỗi. Và cô GG vào phút thứ 32. Ok, 33.